Hey, chào mừng em đã quay trở lại với channel của Tây Đất. Vâng, trước màn hình của chúng ta là một pháp sư mới mang tên là Lydia, được môn tu tạo hình cực kỳ cute và đáng yêu anh em ạ. Hay nói cách khác, đây là một vị tướng loli thứ tư sau Angela, Lolita và Nana. Trước tiên là trên nội tại với tên gọi là pha leo ảnh, Lydia thụ hưởng sức mạnh từ pha leo ảnh giúp cô tăng 15% tốc chạy. Mỗi lần tăng cấp pha leo ảnh, cô được tăng thêm 5% tốc chạy. Lydia có thể sử dụng pha leo ảnh để tiêu diệt Gloom và tăng cấp kỹ năng này tối đa là 5 lần, cấp độ càng cao chất lượng gây ra bởi Gloom trong trạng thái kích động càng lớn. Chiêu nhất của vị thần này đó chính là sóng ma thuật. Lydia tung ra một đợt sóng xung kích về phía trước gây sát thương phép thuật lên mục tiêu dọc đường. Sóng ma thuật có thể kích nổ Gloom ở chiêu 2 đấy em. Mặc dù rất sớm là sóng tình yêu của Angela nhưng mà chiêu 1 của Lydia không có khống chế anh em. Chiêu thứ 2 chính là Gloom giận dữ. Khi nâng xong, Lydia có thể đặt ra 5 con Gloom liên tục. Chiêu này có thể tích lũy tối đa 5 lần giống như là làn sóng tình yêu của Angela và đá bom của Dicky. Nếu muốn kích nổ Gloom sớm anh em phải sử dụng chiêu 1 nhé. Khi có tung lửa cùng một chỗ thì sát thương cho bọn họ càng tăng. Vâng, và cuối cùng là chiêu cuối đôi giày hắc ám. Lydia ngay lập tức trở lại vị trí của đôi giày 4 giây trước đó và cộng dồn tối đa sử dụng chiêu Gloom giận dữ tăng 40% tốc độ chạy duy trì trong 2 giây. Khi mà nâng chiêu cuối lên thì Lydia sẽ có thêm một đôi giày đi phía sau cô và nó chỉ biến mất khi chiêu cuối đang hồi chiêu. Cảm ơn anh em đã xem đến giờ phút này. Hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.